Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe thể thao, mẫu địa hình đến từ nhà Magic Bros, mẫu Magic Bros Shadow. Đây là mẫu xe mà em muốn giới thiệu với các bác, rất là đẹp đúng không ạ? Thì mẫu xe này có gì đáng để em chia sẻ thì các bác cùng em tìm hiểu ạ. Đầu tiên sẽ là phần khung xe. Khung xe được làm bằng hợp kim nhôm, cực kỳ bền và nhẹ và chắc chắn ạ. Hợp kim nhôm được xử lý mối hàn rất là đẹp, các bác nhìn giúp em nhé. Mối hàn được xử lý rất là nhẵn, rất là đẹp. Đi theo nó là một lớp sơn bóng cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy các bác xem giúp em. Đấy, các chi tiết khung xe cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Và đẹp thì đi theo nó sẽ là chắc chắn các bác nhá. Đấy, phần phía trên tay lái đây, phần tay lái nhôm các bác nhá, tay lái nhôm có in chữ Magic Bros trắng trắng rất là đẹp ạ. Có trang bị sẵn phản quang giúp các bác tăng thêm độ an toàn đấy ạ, được chưa? Hệ thống tay bấm của xe thì sẽ là tay bấm Shimano V-Brake các bác nhá. Đấy, tay bấm Shimano V-Brake với 7 cấp độ đấy ạ. Đấy, tay bấm Shimano V-Brake 7 cấp độ tích hợp sẵn phanh luôn. Bên này thì sẽ là 7 cấp độ dành cho lip, còn bên này thì sẽ là 3 cấp độ dành cho đĩa các bác nhá. Đấy, tay lái nhôm, vô tăng nhôm. Phía dưới là phần phuộc của xe. Đấy, phuộc của xe rất là êm các bác thấy không ạ? Và con phuộc này rất là ok các bác nhá, khi nó được đúc nguyên khối từ nhôm ạ. Đây, cái vai đúc nguyên khối từ nhôm. Rất là êm. Và nó trang bị sẵn khóa các bác nhá, khóa hành trình này. Đấy, giúp các bác đi đường bằng các bác khóa vào thì nó sẽ đỡ tốn ngực. Em khóa vào này nó sẽ không nhún được nữa. Đấy, các bác đi đường bằng các bác khóa lại giúp em thì nó sẽ đỡ tốn ngực hơn. Còn các bác nào mà không muốn khóa thì cứ để thôi, thì nó nhún rất là êm. Đây, rất là êm, em nhún rất nhẹ nhàng này. Đấy, cực kỳ êm. Vành của xe thì sẽ là vành 27.5 các bác nhá. Vành 27.5 này và lốp Kenda này. Lốp Kenda vành 27.5, đây thông số của nó đây ạ. 27.5 nhân 1.95 ạ. Đấy, các bác để ý giúp em về phần vành lốp, xăm lốp. Về sau các bác có đi có muốn thay thì đấy, thông số của nó đấy. Mayer sẽ là Mayer nhôm. Đấy, Mayer nhôm Bicon. Mayer nhôm Bicon. Về phần bộ chuyển động của xe, đầu tiên thì phải nhắc đến cái gạt đĩa của xe này. Gạt đĩa chạy đồng bộ Shimano Tourney các bác nhé. Đấy, tay bấm V-Brake thì phải đi với Shimano Tourney. Đùi đĩa nhôm 3 tầng. Xích phía sau sẽ là đấy, chạy đồng bộ thì chắc chắn sẽ phải chạy đến Shimano. Đấy, Shimano Tourney. Đằng sau, phủ đè sau. Lip cũng là lip Shimano các bác nhá. Đấy, nó chạy đồng bộ đồ Shimano mà. Và vành sau cũng vậy. Nó sẽ vẫn là vành 27.5. Đi cùng với nó sẽ là lốp Kenda 1.95 các bác nhá. Và tiếp theo là cái phần yên da thể thao các bác này, yên da thể thao cực kỳ êm. Đây em thử độ êm cho các bác này. Đấy, êm chưa? Yên da thể thao giúp các bác hoạt động nhiều mà nó vẫn êm. Ngồi cực kỳ sướng luôn ạ. Mà đi xe đạp thì chắc chắn là phải có phanh đúng không ạ? Đấy. Hệ thống phanh của xe sẽ là hệ thống phanh cơ các bác nhá. Đây em quay cho các bác xem phần phanh cơ của xe này. Nó sẽ là phanh dây cơ đến từ Duo. Cực kỳ an toàn luôn ạ. Đấy các bác nhìn giúp em. Trục của xe cũng là trục tăng mở nhanh hết rồi. Cực kỳ tiện lợi. Đấy, phanh đĩa cơ. Thì tổng thể chiếc xe thì đây như các bác đã nhìn nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là thể thao luôn ạ. Khỏe, thể thao. Màu cũng đẹp nữa. Đấy. Thì đây gọi là màu xám các bác nhá. Và bên cạnh em này, em đang dựng này, nó sẽ là chiếc màu cam. Rất là đẹp. Đấy, và em sẽ còn vài màu nữa. Màu xám nó sẽ tối hơn một tí, hoặc là màu xanh đậm. Đấy. Chi tiết về màu thì các bác tham khảo giúp em qua ở dưới video, em sẽ để link của về màu. Đấy, các bác tham khảo giúp em. Giá của chiếc xe thì chỉ vài đồng thôi. Còn đấy các bác inbox